Xin chào anh em nha, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em viết hiệu ứng làm hình ảnh. Bước đầu tiên anh em đi cho mình cỡ 6mm, lưu ý đi thẳng tay, đi đầu sạch đấy. Kiểu phết này chủ yếu để anh em làm hình ảnh, đăng lên các trang mạng xã hội. Còn phết ứng dụng mình sẽ làm riêng một video, anh em cùng chờ đón nha. Không biết các anh em thấy kỹ thuật phết này như thế nào, cá nhân mình thì thấy nó rất khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ cực kỳ, nên anh em hãy cố gắng trau dồi luyện tập để làm cho tốt nha. Vì nghề tóc này là nghề thủ công, trăm hay không bằng tay quen anh em ạ. Bước tiếp theo mình sử dụng kéo tỉa loại bỏ bớt trọng lượng và độ dày ở phần giáp nối giữa size và top để xíu mình kê lược được dễ dàng và đẹp hơn nha. Phần kê lược này anh em để ý, kê làm sao cho thẳng, nhưng không được để mất phần bay line nha. Tiếp theo mình sử dụng cỡ 4,5mm. Đóng mở linh hoạt để làm nhạt lại quang màu, xíu mình sắp xếp các khung ở dưới được cân bằng hơn nha. Sử dụng chấn viền để đi khung ở dưới, chú ý không nên dùng lực quá mạnh, tí mình phá ngấn sẽ rất lâu và có thể bị mất màu nha.
Mở lưỡi đi lên từ 1 đến 1,5cm, tùy ý đồ và quang màu mà mình muốn xây dựng. Đừng quên nhớ câu thần chú, đi đâu sạch đấy, đi đâu sạch đấy nha anh em. Đến sử dụng cỡ 3mm đi quãng màu tiếp theo, anh em chú ý thao tác của mình nhé, vì thao tác trong kỹ thuật phết là cực kỳ quan trọng. mm đóng mở lưỡi linh hoạt phá ngấn, hãy làm chủ con tôm đơ của anh em. Dùng 1,5mm đóng mở lưỡi linh hoạt để lướt lại những chỗ còn đậm màu mà cứ 3mm, phá chưa hết. Bỏ cứ đóng mở linh hoạt nhặt lại.
sử dụng chấn viền nhân nhã những phần còn sót lại. Cạo khô dưới chân đề tăng thêm hiệu ứng. Và bước quan trọng nhất là sử dụng kéo tỉa, rà soát lại toàn bộ phần màu. Lưu ý bước này phải làm thật cẩn thận và bình tĩnh, không được nóng vội. Mình đã từng phết hiệu ứng rất đẹp, nhưng khi đến bước kéo tỉa này bị lỗi, thành ra mất hết hiệu ứng. Giờ thì hoàn thiện tác phẩm, vuốt sáp thôi anh em ơi. Nếu anh em thấy cách làm của mình hay thì đừng ngần ngại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và đừng quên chia sẻ cách làm của mọi người ở phần bình luận để mình được học hỏi thêm từ anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video này, cùng đón chờ các clip tiếp theo trên kênh Tưởng Barber nha.